trường. Mười cái đồ, 20 cái nữa là 30 cái. Biển xa xa cho công trình Sun Group đang sắp lập xây dựng. Hai bạn nhỏ nhà tôi cũng đi tập, cùng đi tập ngày nào cũng vậy, sáng thì tập thể dục nhà, chiều thì tập các dụng cụ ở ngoài bãi biển. Đây hai bạn trẻ nhà tôi. Phúc đạp xe đây Phúc.
Đáp đủ 100 cái nhá. Chào các bạn nhé, là hoạt động thể dục thể thao giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn này, chúng ta năng lượng hơn mỗi ngày và chúng ta sẽ hoạt động tích cực hơn, nỗ lực hơn. Đấy, là cái sức khỏe cho chúng ta là chính yếu, và cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta sẽ giúp cho chiến thắng được mọi bệnh tật, rồi giúp chúng ta làm có thêm nhiều năng lượng để làm việc có hiệu quả hơn, tích cực hơn mỗi ngày và đạt được những cái hiệu quả tối ưu hơn. Thì mỗi một ngày chúng ta nên dành ra thời gian buổi sáng khoảng 15 đến 20 phút để chúng ta tập thể dục buổi sáng, rồi chúng ta thiền. Tập thể dục buổi sáng thì khoảng 15 phút, xong là thiền khoảng 10 đến 15 phút nữa, thì tùy theo thời gian chúng ta có. Cái này này, chúng ta dậy thì từ 5 giờ 30 chúng ta lên dậy và tập trước. Đấy, sau đó tắm rửa và ăn sáng và đi làm. Buổi chiều thì sau khi chúng ta các cái hoạt động học tập xong thì khoảng 5 giờ 30 tùy theo điều kiện của gia đình, có thể 6 giờ chúng ta đi tập thể dục thể thao, các hoạt động thể dục thể thao để giúp cho tăng cường sức khỏe, giúp cho chúng ta là tích cực hơn, mà các hoạt động tích cực hơn, nỗ lực hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, chúng ta làm việc năng lượng hiệu quả hơn. Xin cảm ơn các bạn và đã theo dõi các hoạt động của chúng tôi, và chúc mọi người cũng có cái hiệu quả trong cái hoạt động thể dục thể thao của riêng mình. Cái hoạt động này sẽ giúp ích cho tất cả mọi người chúng ta. Với bãi cháy đến với thành phố Hạ Long có rất nhiều cái điều thú vị đang chào đón mọi người. Cảnh quan thiên nhiên đã thay đổi từng ngày, thành phố ngày càng hiện đại hơn, sạch đẹp hơn, trong lành hơn. Bế lên đu xả, Trang bế em lên đu xả.